Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu xe nhập khẩu ở phân khúc hạng C. Bản này là bản một chiếc Kia Cerato bản xuất Trung Đông, nhập khẩu xuất Trung Đông. Xe này được trang bị 10 túi khí phanh đĩa ABS. Gương kính chỉnh điện cụp xòe xi nhan cụp xòe và số hộp số tự động. Bán tự động. Có gẩy số vô lăng này. Đó, Kia Cerato 2010 nhập khẩu. Bản xuất Trung Đông, 10 túi khí. Một mẫu xe ở phân khúc hạng C, sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Và máy trang bị máy một động cơ là 1.6. Công suất cơ đại của khối động cơ này là 122 mã lực. Rất là mạnh ở trong cái phân khúc này, đi rất là bốc. Đó, xe được trang bị thêm màn hình Android cam nùi, điều hòa auto rồi. Đấy, phiên bản số tự động, số thẳng, có lấy chuyển số này và có hỗ trợ leo dốc đổ đèo. Đấy, số bán tự động thì khi quý vị các bạn mà chuyển số này, gạt sang đây này. Đấy, mình bắt đầu điều chỉnh ở trên vô lăng này. Đây là số trừ, đây là số cộng này. Đấy. Đấy, ấn nãy này nó sẽ tự chuyển số này. Đó, mình đi nó sẽ chuyển số nhiều hơn. Đấy, nó sẽ chuyển về số 1 này. Đó là số bán tự động. Để hỗ trợ trong cái trường hợp mà leo dốc đổ đèo. Còn bình thường đường nhựa thì cứ số D mà đi thôi. Trên vô lăng thì tích hợp các cái phím bấm vật lý này, cộng trừ giảm âm lượng này, lách bài này, tắt tiếng này, thoát sinh sinh, túi khí trên vô lăng. Đấy, vô lăng thì được bọc da và khoác thêm một chiếc áo vô lăng nữa. Chủ xe cũng rất là cẩn thận. Đây là gương chống chói điện tử, là gương chống chói tự động. Cửa số trời. Đó, trần nỉ nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản. Rất nhiều túi khí, bản này xuất Trung Đông có 10 túi khí. Đấy, dân Trung Đông người ta có dầu mỏ, người ta rất là ăn chơi. Cứ phải trang bị đầy đủ với thôi, toàn siêu xe thôi. Đấy, cái chiếc xe này thì phân khúc C này thì cũng chỉ dành cho những người bình dân thôi. Còn giới đại gia thì người ta ăn chơi dòng, toàn mua những cái dòng siêu xe thôi. Đó, điều hòa auto, hộc đề đồ này, phần yên ngựa. Rất là tiện ích, cổng sạc 12V, hai cổng sạc cắm AUX, iPod, USB. Không thiếu một thứ gì. Một mẫu xe ở phân khúc hạng C. Đó, trang bị đầy đủ. Đây là start top này. Đó, khóa điện, bệ tì tay. Đó. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe. Đó, xi nhan trên gương này. Đó. Bao giờ thì những cái xe ở phân khúc hạng C cũng được trang bị rất là đầy đủ. Vì những cái mẫu xe này thì được hướng tới mục đích là xa gia đình sử dụng. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem này. Phần gương, phần kính, phần đèn thì em bao test cho quý vị các bạn. Hoạt động trơn tru đầy đủ hết. Đó, kính lái một chạm. Phần này là bọc da này, lì đây. Xe còn rất là mới. Kia Cerato sản xuất 2010, bản nhập khẩu xuất Trung Đông. Nội thất ghế da nguyên bản, nói chung là mọi thứ đều còn nguyên bản. Đây là phần tem mác sản xuất. Với cái mức giá là khoảng cộng trừ 300 thì một chiếc xe này cũng khá là hợp lý. Mở cửa thông minh nhé, cứ cầm chìa khóa đến gần là mình không cần phải cắm chìa hoặc là bấm nút, nó tự mở ra nhé. Giống trên Hyundai Grand i10. Đa răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, ABS, túi khí cực kỳ là nhiều luôn. Đa răng đúc rộng, hợp kim nhôm, đa răng đa chấu và mâm con này rất là lớn. Mâm 17 inch. Đó, đa răng 17 inch, nhìn rất thể thao.
thành lốp khoảng 10 phân. Bề mặt lốp thì 215mm, 210, hơn 20 phân cơ. Phần cua lốp này. Chiếc xe này ở phân khúc hạng C, cho nên là được treo độc lập phía trước và bán độc lập phía sau. Ngồi trước hay ngồi sau đều rất là êm luôn. Đó, Kia Cerato có logo hình mũi hổ, đặc trưng của một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Hiện tại thì 2021 thì Kia đã thay đổi logo. Vẫn là Kia nhưng mà dạng 3D. Xe mang biển kiểm soát Hải Phòng, sơn xi màu đen, biển 88983 cũng khá là đẹp. Xe này thì có kích thước chiều dài là 4m53, bề ngang là 1m77 và chiều cao là 1m46. Bề ngang nó rộng cho nên là nhìn xe rất là bề vệ, và đi ôm cua thì nó cảm giác nó rất là chắc chắn. Xe này thì được sử dụng công nghệ đèn halogen, đấy, cả trước cả sau, đèn pha, đèn gầm. Công nghệ đèn halogen thì rất là sẵn và rẻ, thằng hóc thay thế rất là nhanh. Đấy, khối động cơ này thì có công suất cực đại là 122 mã lực. Đấy, dẫn động cầu trước 328 triệu đồng nhé, hạn đăng kiểm dài 328 triệu đồng, thì bên em bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Đó, phần khúc C trang bị hiện đại, lắp cửa. Đây, anh sẽ cho quý vị xem phần khoang máy luôn này. Vâng, ở đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Kia Cerato bản nhập khẩu xuất Trung Đông, sản xuất 2010, phiên bản số tự động máy 1.6. Đó, máy nổ rất là êm luôn. Đó, máy nổ siêu êm. Đó, đây là phần tai này, keo chỉ lắp capo này. Đây là phần chống ồn đây. Máy móc khô ráo sạch sẽ nhé. Khối động cơ này là sử dụng trục cam kép DOHC, van biến thiên thông minh, 16 van nạp, tăng khí nạp vào vòng tua cao và giảm thiểu khí thải, tăng hiệu suất cho máy. Cái công nghệ này được phát triển bởi thương hiệu Toyota, và các cái dòng xe đến từ Hàn Quốc thì cũng mua lại bản quyền. Và hiện nay thì công nghệ động cơ của Mazda Skyactiv thì bên Vios thì cũng có mua lại và sử dụng trên những cái dòng xe cao cấp hơn. Phía dưới kia là cụm chi ABS nhé, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Máy nổ rất là êm luôn. Với cái tầm giá cộng trừ 300 triệu thì một chiếc xe số tự động nhập khẩu mua cũng khá là khó, có sự lựa chọn tốt. Đấy, nếu muốn xe tốt thì phải tầm 400. Và chiếc này nhập khẩu phân khúc C là chỉ có 328 triệu đồng thôi. Một sự lựa chọn cũng khá là hợp lý. Sơn xi màu đen thì rất là bền màu, sạch sẽ. Anten vây cá mập này. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử.
Đó, xe là trang bị hẳn hai cam này. Đấy, bốn mắt cảm biến này. Trang bị không thiếu một thứ gì. Đấy, máy em đang nề nổ mà rất là êm, phần gầm bệ đây. Kia Cerato 2010. Công nghệ đèn halogen và có thêm bóng LED này. Và dung tích bình xăng của chiếc xe này tầm 52 lít. Thì khá là nhiều. Đấy, chân kính nẹp mưa đầy đủ hết rồi. Nội thất ghế da nguyên bản. Hệ thống cột kèo keo chỉ đây, nguyên bản luôn, bốn cánh. Xe này trang bị hệ thống âm thanh 6 loa. Âm thanh rất là hay. Bass sâu, tép lẩy. Phần lắp đi cánh này, bọc ghế da này. Đấy, ghế da nguyên bản. Ghế rộng và ngửa, rộng rãi. Đó, có bệ tì tay, hộc để đồ cho hàng ghế phía sau. Trần siêu đẹp. Đó, cửa đóng đúng chất, xe gia đình. Rất rộng rãi, gần 20 phân nếu hàng ngồi hàng ghế phía sau. Bây giờ thì hiện tại về giá xe thì chiếc Hyundai Grand i10 bản thiếu mà hatchback thôi. Bản tiêu chuẩn thì cũng phải 360 triệu. Mặc dù đã giảm giá trước bạ rồi, các kiểu khuyến mại rồi. Đó, màn hình Android 9 inch. Điều hòa auto. Kết nối mạng, dẫn chỉ đường. Cửa sổ trời. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. 328 triệu đồng bên em bao giúp hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ ra tên cho quý vị và các bạn. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.